Khánh xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hôm nay Khánh gửi cho anh chị mẫu xe Fortuner TRD phiên bản thể thao của dòng Fortuner. Xe mang nước sơn màu trắng, được trang bị động cơ 2.7 máy xăng số tự động 1 cầu. Điểm khác biệt của con này á là chúng ta sẽ thấy một bộ body kit, 4 cái mâm được sơn xám nha anh chị, và cái kết cấu cái mâm nó cũng sẽ khác. Một bộ tem TRD của Fortuner Sportivo ha. Đó, đây là hiện trạng mà Khánh đã làm đẹp xe xong hết toàn bộ rồi. Ngay từ bây giờ cô chú anh chị có thể lên xem xe thực tế từ bây giờ luôn. Xe sản xuất 2015, biển số Sài Gòn nha anh chị. Con này bên Khánh đang chào bán chỉ có 570 triệu thôi. Đó, xe này rất là dễ đi và đi gia đình cực kỳ đẹp luôn. Và chắc chắn thì không có ai đi xe này để đi kinh doanh đâu. Phần đầu xe thì chúng ta sẽ có một dải đèn auto nè. Đèn cản thì nó sẽ được lắp lên cái body kit luôn. Đó. Này, cái chỉ cái đường keo đi body nè anh chị. Liền lạc với nhau dữ lắm nha. Đây là cái keo rin ha. Đèn là đèn rin luôn, chưa có hẻ bao giờ hết. Một phần là do cũng nhờ cái body kit này mà chúng ta nhìn chiếc xe nó hầm hố, nó cứng cáp, nó thể thao hơn rất là nhiều nha anh chị. Đó. Rồi, phần mâm vỏ. Mâm thì chúng ta sử dụng mâm lớn 17 inch, vỏ dày, gầm cao, xe gầm cao mà anh chị. Đó, mâm chúng xe dập chữ TRD lên đây luôn. Mâm thiết kế là hợp kim nhôm, gia công, sơn lại màu xám nha anh chị. Cứng cáp lắm. Rồi, phần tem xe thì anh chị đừng có khi khinh thường cái tem này nha. Cái tem này thấy vậy thôi chứ nó 3 triệu mấy một bộ á, nó mắc tiền lắm. Bệ bước còn thẳng tắp anh chị, mới tin nè. Một chiếc xe 2015 gia đình sử dụng, gầm xe anh chị coi nè, trời ơi, nó mới tin như vậy mà cái bô nó còn màu luôn anh chị coi nè. Đó, gầm xe rất là đẹp ha. Rồi, nội thất bên trong ghế tài tappy đẹp đẽ, không bị trầy xước gì hết. Đây là hiện trạng mà chiếc xe nó đẹp và nó như thế nào, đã dọn làm đẹp xong thì Khánh quay cho anh chị coi luôn. Xe có màn hình rin, rồi dàn lạnh chỉnh cơ, rồi có nút cảm biến dàn lạnh sao và cảm biến da, có tẩu sạc mồi thuốc cho anh chị nữa nha. Đó, rồi những cái ốp nhựa bên này nè còn khá là đẹp nha anh chị. Xe 2015 biển Sài Gòn, chạy 90.000 cây số và nội thất còn mới tinh nè anh chị coi nè. Đó, xe này thì anh chị không có lo gì cái vấn đề hư giặt gì hết á. Khánh xử lý lại những cái chỗ trầy xước cho anh chị hết rồi. Mọi người cứ thoải mái và tự tin mà đi. Xe tại đại lý Tân Cảng thì con này, không chỉ riêng con này mà hầu như tất cả xe của Toyota bên Khánh đều bảo hành cho anh chị động cơ hộp số là 1 năm. Và cam kết xe là không có đâm đụng ngập nước gì hết. Đó. Nội nhìn vô cái nội thất là anh chị thấy là khá là uy tín rồi. Nội thất đẹp mà cái chất liệu làm cái nội thất này hồi xưa á, cái chất liệu làm nó cứng cho nên chiếc xe nó bị nhăn cái phần nội thất. Nhưng mà bên trong cái phần nội thất bên trong này anh chị coi, nó không bị trầy xước gì hết nha. Hiện trạng mộc luôn á, đẹp, khá là đẹp luôn. Đó, tappy, tappy thẳng tắp và không bị trầy xước gì hết anh chị. Đó, phần phía sau xe thì rất là liền lạc luôn rồi. Khánh quay từng cái cửa cho anh chị coi hết luôn, không có sơ sót chỗ nào luôn. Đó, một bộ nội thất khá là đẹp ha. Như Khánh nói hồi nãy, đây là ghế zin của xe, nhưng mà do là sử dụng chất liệu nó cứng cho nên sử dụng một thời gian cái da nó bị nhăn nhúm và nó để lại nét chân chim. Nhưng mà không sao nha anh chị, miễn là nó là hàng zin heo xe là được. Xe đẹp, chất xe đẹp. Đó. Xe này thì anh chị mua về để đi gia đình thôi chứ không có đi kinh doanh được đâu. Tại cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó khá là cao so với chiếc xe chạy kinh doanh ha. Rồi, đây là Fortuner TRD Sportivo nha anh chị. Xe sản xuất 2015, động cơ 2.7 lít, máy xăng số tự động 1 cầu màu trắng, lăn bánh được 90.000 cây số, biển số Sài Gòn. Con xe này bên Khánh đang chào bán là 570 triệu, một mẫu xe 7 chỗ gầm cao rộng rãi. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần tới.